Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Vương quốc chuột chuỗi Moli Mobile là tựa game mô phỏng đời sống xã hội được công ty Tami Game phát triển và nhà phát hành Thiên Thượng Hỏa phân phối tại thị trường Việt Nam. Vương quốc chuột chuỗi Mobile xoay quanh cuộc sống của những chú chuột chuỗi đáng yêu tinh nghịch. Trò chơi được đầu tư và cải tiến vượt trội khi thay đổi toàn bộ sang nền đồ họa full 3D sống động đầy màu sắc. Qua đó, những địa điểm quen thuộc như lâu đài Mor, núi tuyết Moleyer, phố Amoy và quảng trường tình yêu sẽ được tái hiện lại dưới nền đồ họa chân thực hơn, đẹp mắt hơn. Lối chơi của Moli Mobile vẫn sẽ tập trung vào việc xây dựng như phiên bản trước, nhưng sẽ có nhiều cập nhật đổi mới mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi. Lúc này mỗi game thủ sẽ được sở hữu một trang trại riêng và bạn có thể tự do trang trí, mỗi ngày nuôi cá và trồng thêm rau, cho gia súc tận hưởng cuộc sống điền viên bình yên nơi thôn giả. Bên cạnh đó, bạn còn có thể học hỏi thêm nhiều nghề nghiệp khác nhau và ngắm nhìn thế giới chuột chuỗi với những góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt, Vương quốc chuột chuỗi Mobile còn cung cấp tính năng ở chung nhà để bạn bè có thể chung sống như một gia đình và xây dựng thị trấn xung quanh để trở nên tươi đẹp hơn. Hiện phiên bản Việt Nam do Thiên Thượng Hỏa phát hành đã mở đăng ký trước trên cả Android và iOS và dự kiến sẽ chính thức phát hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 sắp tới. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. What the-